Dạ, hôm nay là ngày Chủ nhật, cũng là ngày 11 tháng 2 năm Nhâm Dần. Anh em của chúng tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Bà Điểm, Hóc Môn, trước để viếng bà, sau ghé gia đình của tài tử Hoàng Sang. Hoàng Sang cũng xin thể hiện được theo thể điệu Phú Lục Chấn với tựa đề Bá Nha Hội Ngộ Tử Kỳ, với thành phần nhạc sĩ gồm có anh Hai Trí, Đờn, Quy Ta. Nhạc sĩ Hoàng Tử đến từ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Đờn Kèn. Nhạc sĩ Hồng Thanh ngồi thưởng thức. Yeah.
Hay quá bạn sang ơi.